Jisoo giữ một hành động tinh tế ở sân bay suốt nhiều năm, Blackpink tăng tốc sau khi BTS nhập ngũ. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện hoặc các sân bay, Jisoo Blackpink luôn cố gắng để giao tiếp, đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Chính vì thế, nữ thần tượng luôn được đánh giá cao về nhân cách, sự thân thiện, xứng danh một hoa hậu Hàn Quốc. Jisoo Blackpink là một trong những thần tượng có gu thời trang sang chảnh, mang tính ứng dụng cao. Mỗi khi xuất hiện tại sân bay, mỹ nhân nhà YG Entertainment đều mang đến một hình ảnh xinh đẹp, được người hâm mộ khen hết lời. Jisoo có một biệt danh được Google dành tặng riêng, đó chính là Airport Goddess, nữ thần sân bay. Chỉ cần gõ cụm từ này trên thanh công cụ tìm kiếm, hình ảnh chị cả Blackpink sẽ hiện ra hàng loạt. Điểm chung của chúng đều là những khoảnh khắc xinh đẹp xuất thần của Jisoo khi xuất hiện ở sân bay. Một thói quen cực đáng yêu của nữ thần sân bay là luôn đứng đúng vị trí khi kiểm tra giấy tờ tùy thân. Chị cả Blackpink chú ý đến từng chi tiết, đảm bảo mình luôn ở sau vạch quy định. Hành động nhỏ nhưng cực tinh tế khiến Jisoo càng xứng danh là nữ thần sân bay. Tuy nhiên, Jisoo cũng có những khoảnh khắc khác hẳn hoàn toàn với hình ảnh một nữ hoàng sân bay xinh đẹp thùy mị. Thời gian qua, người hâm mộ phát hiện chị cả Blackpink có một thói quen mới là hay nhảy cao trên đường đi đến phòng chờ, tích cực pha trò khiến fan dở khóc dở cười. Mỗi khi xuất hiện tại sân bay, Jisoo luôn cố gắng hết mình để giao lưu với người hâm mộ. Bên cạnh đó, mỹ nhân nhà YG Entertainment còn ghi điểm với truyền thông cánh phóng viên bởi sự thân thiện và tôn trọng. Nhờ vào sự thân thiện và nhan sắc xinh đẹp, Jisoo luôn được lòng cánh truyền thông lẫn người hâm mộ. Loạt khoảnh khắc tại sân bay càng chứng minh danh xưng độc nhất của chị cả Blackpink là Airport Goddess. Có thể thấy trong năm 2022, Blackpink đang có những bước tiến mới ở thị trường quốc tế khi họ liên tục tham gia vào nhiều sân khấu lớn. Lễ hội BTS Hybrid đã xác định Blackpink sẽ là nghệ sĩ chính tại sự kiện diễn ra vào tháng 7 năm 2023. Các cô nàng hát hường sẽ diễn vào ngày 2 tháng 7 năm sau, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên là nghệ sĩ chính tại một trong những lễ hội lớn nhất tại Anh. Cùng với Blackpink, các nghệ sĩ chính của Hybrid 2023 là Pink và Maes Ajokers. Trước đó, Blackpink từng làm nên lịch sử khi là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên diễn tại lễ hội Coachella nổi tiếng ở Mỹ. Ngoài ra, Blackpink đang nắm giữ vị trí số 1 trên Billboard 200. Họ là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đạt thành tích trên. Cụ thể, ngày 26 tháng 9 năm 2022, tờ Yonhap News đưa tin Blackpink lập kỷ lục nhờ album mới mang tên Bonpin. Theo Yonhap News, một ngày trước, Billboard thông báo album mới nhất của Blackpink, Bonpin, đã đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Từ năm 2008 đến nay, Blackpink là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí quán quân trên Billboard 200. Họ cũng là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên có album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Tính cả nhóm nhạc nam, Blackpink là cái tên thứ ba giành vị trí quán quân ở bảng xếp hạng này sau BTS và Stray Kids. Bonpin được phát hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Blackpink sau thời gian dài phát triển hoạt động cá nhân. Hai ca khúc trong album đang giữ thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Pink Venom đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Melon, Shutdown nắm giữ vị trí số 5. Tuy hoạt động rầm rộ ở quốc tế nhưng tại Hàn Quốc, Blackpink ít sôi nổi hơn hẳn. Cụ thể, cách đây không lâu, Blackpink đã thông báo nhóm kết thúc kỳ quảng bá cho album phòng thu thứ hai Bonpin và bài hát chủ đề Shutdown. Điều này khiến người hâm mộ của họ bất ngờ vì việc quảng bá sản phẩm mới quá chóng vánh. Theo đó, Blackpink chỉ mới diễn hit mới Shutdown một lần trên show truyền hình Mỹ Jimmy Kimmel và một lần khác trên show âm nhạc Hàn Quốc Inkigayo, tham gia một show radio quay 5 clip TikTok. Riêng ca khúc B-side Top Girl không được họ biểu diễn. Thậm chí, một số chương trình giải trí khác cũng vắng bóng Blackpink. Tuy nhiên, việc quảng bá ít được nhiều fan nhận định rằng xưa nay vốn một phần do chiến lược của phía công ty quản lý của các cô gái. Còn riêng ở thị trường quốc tế, họ không giấu nổi tham vọng tấn công mạnh hơn ở mảnh đất màu mỡ này, đặc biệt là sau khi BTS thông báo nhập ngũ.